Sau 3 ngày xét xử, ngày hôm qua tại tỉnh Điện Biên, tòa đã tuyên án 8 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy quy mô rất lớn. Theo cáo trạng, thì vào ngày 24 tháng 11 năm 2014, tại khu vực bản Mũi Múa B, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, cơ quan chức năng bắt quả tang Hạng A Thi và Sùng A Sến đang vận chuyển gần 40 gram heroin đi tiêu thụ. Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an xác định các bị can đã tham gia mua bán trái phép chất ma túy từ năm 2007 đến năm 2014. Ngoài hai đối tượng trên, còn có Phan Lịch Sử, Sùng A Chạ, Sùng A Minh, Ly Seo Chư, Giàng Seo Chứ, Hạng A Minh và các đối tượng đang bỏ trốn là Sùng A Dua, Giàng La Dính, tham gia đường dây buôn bán vận chuyển tiêu thụ 1.010 bánh heroin. Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã tuyên án tử hình đối với 4 bị cáo, gồm Sùng A Minh, Sùng A Chạ, Ly Seo Chư và Hạng A Minh, tuyên án chung thân đối với bị cáo Giàng A Chứ, 20 năm tù đối với bị cáo Hạng A Thi và 7 năm tù đối với bị cáo Sùng A Sến. Riêng đối tượng Phan Lịch Sử bị tuyên phạt 12 tháng 7 ngày tù với tội không tố giác tội phạm.